Lời nói đầu tiên cho phép Phát gửi lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì tới ngày Phát đi thăm bãi rắn này nha các bạn. Sáng giờ khoảng 9 giờ. Nay nắng đẹp quá. Đi chắc đuối. Nắng đẹp nhưng mà đi khoảng chừng 10 giờ rưỡi 1 giờ nắng lớn rồi đi đổ mồ hôi. Sen nha các bạn, đây là hoa sen nha các bạn, đẹp ghê không? Rồi khi nào mà tới cái bãi thì phát quay cho các bạn xem luôn nha. Thì giờ phát xin phép dừng ngừng này để phát đi. Mình vô tới cái đầu tiên rồi nha các bạn. Nãy đi cũng thở oxy lắm chứ bộ. Tưởng không mệt, hay giờ quá mệt. Mình thấy có cái gì gì trong cái bẫy nè. Nhưng mà không biết cái gì gì thôi. Là con chuột mình chết nha các bạn. Con chuột mình chết do ói hay gì. Mình coi thử. Chắc chết cho ngập nước các bạn ơi. Con cá bóng vô nữa. Chịu nổi không? Đây cái thứ hai các bạn. À, chuột còn chết nè, ngập nước nữa. Dở ghê chứ. Ngập nước nữa các bạn ơi. Như đây mình có một cái các bạn. Mình nghĩ nhiều khả năng cái này nó bị ngập nước rồi. Ngay nước cầm nha. Ngay nước lớn. Rồi ngập ủng mình luôn rồi, rồi lúng rồi, lúng ủng rồi. Đây nha các bạn, đây trong đây rồi, chuột còn nữa các bạn, rồi nó cắn lủng bao hết trơn, phá phá ghê rồi, nó còn như này con gái nha các bạn. Lỏng trong lờ. Nặng nè các bạn ơi. Có màu đen rồi nha các bạn. Nặng lắm. Quá. Wow. Sao nặng dữ ta? Hồ. Hồ đất nha các bạn, vô hồ đất rồi, vô hồ đất rồi. Rồi để anh đem lên bờ cho bạn xem nha. Đây, nó ở đây. Kinh vải. Qua chân, qua chân. Ý, ỉa. Nó dở dở lên ỉa mày. Phân nó đông chuột không nha các bạn. Phân nó còn là lông không, lông nó không tiêu hóa được. Nè, chá mắt quá. Lông lông nó bết bết là y như mà gì rồi, để mình đem lại cái hình bắt cho bạn xem nha.
đen luôn, đen bóng luôn. Con này không lớn nha bạn, con này tầm là 8-9 lạng, con này không khi nào qua 1 kg được. Rắn hổ đất này là rắn cực độc nha các bạn, bắt nó phải cẩn thận, nói chung là tất cả phải cẩn thận, nó cắn một cái là mệt lắm. Hổ đất nó hung lắm nha các bạn. Đi quanh kia mày, đưa đầu quanh kia. Con này nó nguy hiểm nên bắt phải từ từ nha các bạn. Này con này bắt ẩu tả cái là xong luôn á, không có cơ hội sửa sai á. Nó cứ mình xây cái đâu thì nó đưa cái đầu qua đó, bực lắm, rắn ngu ghê chứ. Hò tay bắt mà ra luôn bây giờ. Mình bên đây cái nó trở đầu bên đây lại nè, con quý nó ngu. Ra nha các bạn, con này ra lẹ, ra đi. Ra nào, à nó ra nha các bạn. Đây, đây. Con này khoảng 9 lạng nha các bạn. Rồi, mình ngừng video luôn nha các bạn. Cái này có cái nha các bạn. Hiểu. Chuột đâu ta? Ủa? Trời ơi, chuột mình chích queo. Đang thở oxy nha các bạn. Nó mệt quá. Đây con cái nha các bạn. Quá. Mới 10 mấy nắng. Vỡ đầu. Ây da. Nhẹ nhõm quá, chuột còn hơn.
chuột còn nha các bạn. Hai ba bịch lúa nó không ăn. Dưới đây có cái bạn ơi, nắng hạ họng. À, bên kia có một nồi câu cá nữa, ghê vậy. Mẹ cài hâm luôn chứ giờ sao giờ. Chuột còn nữa. Ủa chuột chết hả? Chuột chết rồi bạn ơi. Đây có cái các bạn ơi. Cái này à, tuần trước bạn FC tầm 7 núi lên giao lưu hâm dính hũ đất đây nha các bạn. Với tuần này nó sao? Rồi hai chuột rồi các bạn, xong. Chuột con. Cái này chết rồi bạn Tâm ơi. Trong này mình có một cái nha các bạn. Cái này là đợt trước đi mới giờ vô đây thử. Dư 7 giờ vô đây. Rồi thấy xiên xiên qua bên kia thấy chết rồi. Chuột con đó. Chuột còn nữa các bạn. Đây con cái nha các bạn. Cái này đặc hấp quá chắc ngập nước mẹ rồi chứ. Rồi chuột chết queo các bạn ơi. Đây nhìn xuyên qua thấy chuột chết. Không hiểu chết lý do gì. Nãy mình đang đi thăm nha các bạn. Được con hổ đất rồi. Đang đi thăm tiếp thì mưa quá trời quá đất. Giờ về tới nhà còn mưa nha các bạn. Mưa mà mầm luôn. Mới đem về hay vậy. Là mình thăm dính thêm con hổ đất nữa. Với thêm một con hổ hành nữa nha các bạn. Đây, hổ hành đây. Hổ hành này chắc cũng 5 lạng, 6 lạng nha các bạn. Còn dính con hổ đất sau là khoảng ký 3, ký 4 vậy. Nói chung là bự hơn hổ đất trước nhiều lắm. Đây, các bạn xem. Mưa quá, đang thăm được con là mưa tay hoài khói lửa. Lúc này vô mà mưa rồi nha các bạn. Chắc mình phải đầu tư cái điện thoại nào mà chống nước rồi quay luôn xuyên mưa cho các bạn xem quá. Bây giờ mưa là hô luôn đó, hai con nha các bạn đó. Mình chuẩn bị mình bỏ ra đây thăm gì ướt nhẹp hết trơn. Mình chuẩn bị cho nó ra ngoài nha các bạn, cho nó ra ngoài động mình để dành. Dành có anh em nào mà hết thì mình chia lại rồi để mình bắt nó ra ngoài, rồi mình bắt nó ra ngoài động nè, chuẩn bị rồi nè, chuẩn bị dây rồi nè, bắt ra ngoài rồi mình quay cho bạn xem hai con hôm nay nha. Để mình chống lên mình quay luôn cũng được. Cái lúc mình vô mùa mưa rồi các bạn ơi, mắc mưa mà đôi tay mình nó móp hết luôn, dầm suốt cơn mưa luôn. Mớp tay đó. Để mình bắt cặp hũ đất đây cho bạn xem nha.
hai con này nó bự hơn hai con bắt tập trước khoảng 4-5 lạng nha các bạn. Hai con tập trước thì tầm 2 kg, con này chắc phải 2,5 kg nha các bạn. Như con hữu hành, nay bắt được con hữu hành 4-5 lạng vậy. Mưa quá các bạn. Con này tầm chắc 5 lạng quá. Rồi. Rồi mình xin kết thúc clip ở đây nha các bạn. Rồi chúc các bạn xem video vui vẻ. Chúc các đồng nghiệp của mình là lúc nào cũng trúng lớn và an toàn nha các bạn. Rồi, mình chào và hẹn gặp lại các bạn vào cái clip sau.